25. Phẩm thấy bất động. Khi ấy trời Đế Thích thầm nghĩ như vậy: nếu Đại Bồ Tát tu hành Bồ Thí Ba La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, còn vượt trên tất cả hữu tình, huống gì đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các hữu tình nghe nói danh tự trí nhất thiết trí, tiên hiểu một cách sâu sắc, còn được thiện lợi trong cõi người và được sống rất lâu trong thế gian, huống gì phát tâm hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hoặc nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nếu các hữu tình có thể phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà nghe kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, công đức đạt được của các hữu tình này đều thích đáng thế gian trời người Atula vân vân đều không thể sánh kịp. Biết được tâm niệm của trời Đế Thích, Thế Tôn nói: đúng vậy, đúng như điều ông đã nghĩ. Khi ấy trời Đế Thích rất vui mừng, liền lấy hương hoa thượng diệu ở cõi trời giải cúng dường Như Lai và các Bồ Tát. Giải hoa cúng dường xong, trời Đế Thích nguyện: nếu các thiện nam tử Bồ Tát thừa vân vân cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì ta đem công đức căn lành đã gieo trồng làm cho những sở nguyện của vị ấy mau thành tựu, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, khiến cho vô thượng Phật pháp mà vị ấy đã cầu mau được viên mãn, khiến cho pháp tự nhiên của vị ấy đã cầu mau được viên mãn, khiến cho pháp vô lậu chân chánh mà vị ấy đã cầu mau được viên mãn, khiến cho tất cả pháp mà vị ấy muốn nghe đều được như ý. Nếu ai cầu thanh văn độc giác thừa, cũng khiến cho sở nguyện mau được viên mãn. Nguyện như vậy xong, Thiên Đế Thích bạch Phật: bạch Thế Tôn, thiện nam tử Bồ Tát thừa vân vân đã phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, con không bao giờ sanh một tâm niệm nào khác làm cho vị ấy thối chuyển tâm đại Bồ Đề, con cũng không sanh một tâm niệm nào khác để làm cho các Bồ Tát nhàm chán xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà rơi trở lại địa vị thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà thâm tâm đã ưa thích, thì con nguyện cho tâm vị ấy càng tinh tấn để mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nguyện cho Đại Bồ Tát ấy thấy được các khổ trong sanh tử, vì muốn làm lợi lạc cho thế gian, trời, người, Atula, vân vân mà phát những đại nguyện kiên cố. Ta tự mình vượt qua biển lớn sanh tử và tinh tấn cố gắng độ người chưa độ. Ta đã tự giải thoát ra khỏi sự trói buộc sanh tử và sẽ siêng năng tinh tấn giải thoát cho người chưa giải thoát. Đối với những sự sợ hãi trong sanh tử, ta đã được an ổn và cũng sẽ siêng năng tinh tấn làm an ổn cho người chưa an ổn. Ta đã chứng Niết Bàn rốt ráo và cũng siêng năng tinh tấn khuyến khích người chưa chứng cùng chứng. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ vân vân đối với công đức của Bồ Tát mới phát tâm mà thâm tâm tùy hỷ thì được bao nhiêu phước đức? Đối với công đức của Bồ Tát phát tâm lâu mà thâm tâm tùy hỷ thì được bao nhiêu phước đức? Đối với công đức của Bồ Tát bất thối chuyển mà thâm tâm tùy hỷ thì được bao nhiêu phước đức? Đối với công đức của Bồ Tát còn bị ràng buộc trong một đời mà thâm tâm tùy hỷ thì được bao nhiêu phước đức? Phật bảo trời Đế Thích: này Kiều Thi Ca, bốn đại châu giới có thể lường những phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam thiện nữ vân vân này không thể lường biết được. Này Kiều Thi Ca, tiểu thiên thế giới có thể lường được, nhưng phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam thiện nữ vân vân này không thể lường biết được. Này Kiều Thi Ca, trung thiên thế giới có thể lường được, nhưng phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam thiện nữ vân vân này không thể lường biết được. Này Kiều Thi Ca, 3000 đại thiên thế giới này có thể lường được, nhưng phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam thiện nữ vân vân này không thể lường biết được. Này Kiều Thi Ca, giả sử 3000 đại thiên thế giới hợp lại thành một biển, có người lấy một sợi tóc chẻ ra làm 100 phần, đem đầu của phần nhỏ nhúng vào biển, có thể biết bao nhiêu giọt nước. Nhưng phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam thiện nữ vân vân này không thể lường biết được. Vì sao? Vì phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam thiện nữ vân vân ấy không bờ bến. Khi ấy Tứ Thiên Vương bạch Phật: bạch Thế Tôn, đối với công đức thù thắng của các Bồ Tát, nếu các hữu tình không tùy hỷ thì nên biết người ấy bị ma khống chế, bị ma làm mê loạn, là bè đảng của ma, là ma ở cõi trời chết, sanh vào nơi đây.
Vì sao? Vì các đại Bồ Tát cầu đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, tu các hạnh của đại Bồ Tát. Nếu có ai phát tâm đối với công đức của vị ấy mà sanh lòng tùy hỷ sâu sắc, thì những người ấy có thể phá hoại tất cả quyến thuộc, cung điện, quân ma. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình thâm tâm kính mến Phật Pháp Tăng Bảo, dù sanh ra nơi nào cũng muốn thường thấy Phật, nghe Pháp, gặp Tăng, thì đối với công đức căn lành của chúng đại Bồ Tát nên tùy hỷ sâu sắc. Sau khi tùy hỷ rồi hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng không nên có tư tưởng hai hay không hai. Nếu có thể làm được như vậy thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích cho hữu tình và phá tan quân ma. Phật bảo trời Đế Thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói. Này Kiều Thi Ca, đối với công đức căn lành của đại Bồ Tát, nếu các hữu tình thâm tâm tùy hỷ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì các hữu tình ấy mau viên mãn các hạnh của Bồ Tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đối với công đức căn lành đại Bồ Tát, nếu các hữu tình thâm tâm tùy hỷ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì các hữu tình ấy đầy đủ đại oai lực, luôn phụng thờ tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và thiện tri thức, luôn nghe kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu và biết rõ ý nghĩa của kinh. Các hữu tình này thành tựu công đức căn lành của sự tùy hỷ hồi hướng như vậy, nên sanh ra nơi nào cũng thường được tất cả trời người Atula vân vân cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, không thấy sắc xấu, không nghe tiếng ác, không ngửi mùi hôi thối, không nếm vị dở, không cảm giác những sự xúc chạm khó chịu, không nghĩ pháp ác, không bao giờ xa lìa chư Phật Thế Tôn. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác luôn gần gũi với chư Phật, để gieo trồng các căn lành, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các hữu tình ấy, đối với vô lượng công đức căn lành của Bồ Tát mới phát tâm, mà thâm tâm tùy hỷ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đối với vô lượng công đức căn lành của các Bồ Tát đã trụ vào sơ địa cho đến thập địa, mà thâm tâm tùy hỷ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đối với vô lượng công đức căn lành của các Bồ Tát còn sanh lại một đời mà thâm tâm tùy hỷ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ nhân duyên này nên các căn lành của các hữu tình ấy càng tăng trưởng, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rồi, có thể thật sự làm lợi ích cho vô lượng vô số vô biên hữu tình đến tận đời vị lai, để họ trụ vào cảnh giới vô dư niết bàn. Cho nên, này Kiều Thi Ca, những thiện nam tử vân vân trụ vào Bồ Tát Thừa, đối với công đức căn lành của Bồ Tát mới phát tâm, đối với công đức căn lành của Bồ Tát phát tâm lâu, đối với công đức căn lành của Bồ Tát bất thối chuyển, đối với công đức căn lành của các Bồ Tát còn sanh trở lại một đời, đều nên tùy hỷ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi sanh tùy hỷ và hồi hướng mà không nên chấp trước, tức tâm lìa tâm tùy hỷ hồi hướng, không nên chấp trước, tức tâm tu hành, lìa tâm tu hành. Nếu không chấp trước và tùy hỷ hồi hướng như vậy, tức là tu hành hạnh của các đại Bồ Tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, độ tất cả trời người Atula vân vân, giúp họ thoát khỏi sanh tử, đắc vô dư niết bàn. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Ngài nói các pháp như huyễn, thì tại sao chúng đại Bồ Tát lấy tâm như huyễn để đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật dạy: Thiện hiện, ý ông thế nào? Ông có thấy tâm như huyễn của đại Bồ Tát không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, không, con không thấy huyễn, cũng không thấy tâm như huyễn. Phật dạy: Thiện hiện, ý ông thế nào? Nếu trường hợp không có huyễn, không có tâm như huyễn, thì ông thấy có tâm ấy có thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, không, con không thấy có trường hợp không huyễn, không có tâm như huyễn, lại có tâm ấy có thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật dạy: Thiện hiện, ý ông thế nào? Nếu trường hợp lìa huyễn, lìa tâm như huyễn, ông thấy có pháp ấy có thể đắc